Về trấn Tam Tinh, tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt đau lòng rơi lệ của mẹ may mắn cho mọi người. Có nghĩa là tôi muốn nói sao? Nè, sau đó Quỳnh đi đâu tôi cũng không cần biết. Tóm lại lần này Quỳnh nhất định phải cùng tôi nói đó. Họ muốn nói gì vậy? Trời ơi, không lẽ họ đã biết chuyện mình thành bà già rồi sao? Mình trước với cha và mẹ mình, mình cũng có thể về trấn Tam Tinh coi xảy ra chuyện gì mà. Phù hộ cho cụ. Tại sao phải nhờ trời phù hộ? Sau này chúng ta đừng làm gì tốt nữa. Đại cụ, mau trả tiền sửa nhà cho tôi. Trời ơi, trong lúc này Quỳnh kêu tôi trả tiền, Quỳnh nói từ từ trả mà. Nè nè nè, hai người nói đủ chưa vậy? Muốn đánh nhau hả? Đánh với tôi đi. Sự thật là vậy mà, khi không trong lúc này bắt tôi trả tiền à? Quỳnh nợ tiền tôi mà. Nè, còn nổi nữa hả? Tôi sẽ đánh bây giờ đó. Đánh nhau mà. Đánh không? Bé may mắn, cô còn trẻ tuổi lại tốt bụng. Tại sao mà cô chết sớm như vậy? Tôi bà không ơi, sống nữa đâu. Sao bà lại đau lòng tôi đến như vậy? Tôi không sống nữa. Như vậy sức khỏe không tốt đâu. Bà ơi, bà rất tốt bụng, nhưng bà đừng kích động quá, lâu quá sẽ có hại đó. Tôi cũng biết cái đại phu và mẹ may mắn rất đau lòng. Tôi vừa hay tin bé may mắn chết, tôi cũng rất là đau buồn. Tôi muốn cung bé may mắn. Mẹ bà, tư công à, bà cụ này ông quen hả? Tôi cũng mới gặp lần đầu, nhưng nhìn kỹ có vẻ quen quen. Ê, cẩn thận. Bà ơi, bà có rồi? Sao không? À, không có sao. À, tay đôi quá nên tay chân nó bủng rủng hết. Để ăn chút bộ. Bà ơi, không ăn được đâu. Tôi không, không được. Ăn được đâu. Hả? Nếu bà thấy đói, tôi nấu tô mì cho bà ăn. Trời ơi, thôi khỏi đi mà. Mấy cái thứ này có thể bỏ vào bụng được mà. Người già như tôi cũng đâu có ăn được nhiều đâu. Thôi ăn cái này là được. Không được đâu bà ơi, không được, không được đâu. Trời ơi, bà làm cái gì vậy? Trời ơi, bà làm cái gì vậy? Bà ơn đi bà. Dạ.
già đồ ba mất, cái gì cũng không nhìn thấy à. Bà già, bà phá đám đuổi cho vậy? Cái thằng trời đánh này bắt nạt một bà già như ta phải không? Coi chừng trời đánh bây giờ. Đừng nói là tôi không đánh bà già đi nha, tôi sợ. Dạ, sắm đang à, đừng nóng mà, đừng nóng. Cậu thanh niên này thì được hơn đó. Nè, mọi người thấy rồi đó, rõ ràng bà già này đến phá đám mà. Biết đâu bà là thiên tôn xà yêu quá thân đó. Người nói cái gì vậy hả? Bà ấy sao có thể là thiên tôn? Nếu bà ấy thật sự là thiên tôn thì chúng ta không ai là đối thủ của bà ấy. Hơn nữa cũng đâu cần phải giấu đầu hở đuôi. Người nghe thấy chưa? Ta là người tốt mà. Được, cho dù bà không phải là thiên tôn, bà đã phá bàn thờ là bà không đúng rồi. Nhưng Quỳnh cũng không nên đánh người già chứ. Đánh người già sẽ bị trời đánh à. Tôi không còn gì để nói. Không có gì rồi bà. Cậu tốt thiệt. Bà ơi, cảm ơn bà đã đến cúng con gái tôi. Nên rồi bà thế nào? Miệng luôn tươi cười, may mắn tự nhiên đến đó. Mọi người gọi bà tôi nói cái gì vậy? Bà tốt số. Bà tốt số? Nhưng tại sao bà lại nói câu cửa miệng này chứ? Ai trời, tôi đã từng nhận ơn huệ của bé may mắn mà. Lúc nào cổ cũng để câu nói này ngoài miệng, cho nên tôi nói theo cổ thôi. Thì ra may mắn thiệt đó nghe. Sau này mọi người gọi tôi là bà tốt số. Bà ơi, tôi chưa từng nghe bé may mắn nhắc đến bà. Bà lại quen biết tôi và tấn công tôi, nhưng mà chúng tôi chưa từng gặp bà. Chuyện tốt ở đâu cần nói khắp nơi. Thật ra đó, tôi là bà con với Liễu Nghị. Tôi? Qua đi, qua đi, qua đi. Tôi tưởng đến trân tâm tình gặp mặt mọi người, chỉ tại mọi người không có nhận ra. Làm sao tôi là bà con với bà chứ? Tôi không có quen bà ơi. Ta là dì họ xa của mẹ con, cũng tức là bà dì của con. Nhà tổ con ở Hàng Châu phải không? Năm con 10 tuổi song thân con mất rồi phải không? Dạ phải. Ta đã từng tới thăm con, nhưng lúc đó con chỉ là học hành thôi. Con đòi thi cử công danh gì đó để cưới Cảm Ngôn. Phải đó, phải đó. Lúc nhỏ thì nó đã chung tình với Cảm Ngôn lắm rồi. Nhưng mà tại sao con lại không có chút ấn tượng gì về bà dì này vậy? Con thiệt là vô lương tâm mà. Cả bà dì này mà cũng không nhớ. Ta từng cho con 10 lượng bạc nữa. Hả? Con xin lỗi. Có thể lúc đó con bị mất song thân, tuổi lại còn nhỏ, thực sự rất hoảng loạn, cho nên mới không có ấn tượng. Con xin lỗi nha bà dì. Ta cũng biết là con rất hồ đồ. Trời ơi, lửa thiêu tâm trong mặt quá đi. À trời, bà ơi, hay là tôi vào trong nấu gì cho bà ăn nha. Được á. Trân tam tình người nào cũng tốt hết à. Cho nên bé may mắn làm sao mà không tươi cười hoài chứ. Tôi đưa bà vào trong nha. Được á, được á. Cẩn thận đó. Đúng là mùi vị của mẹ rất ngon. Ngon lắm không? Mẹ của bà không hiểu làm sao. Mẹ may mắn à, tay nghề của dì giống hệt tay nghề của mẹ tôi à. Lâu rồi nghe tôi không được ăn cái món mà mẹ tôi nấu á. Bà nói là bà không ăn được nhiều mà. Nhưng mà tôi thấy bộ dạng của bà, cái bàn cũng nuốt vô được đó. Thật cảm đáng. Thì có sao, tôi nói vậy thôi. Nhà mẫu đại nhân à, trời tối rồi, Liễu Nghị xin phép về nhà chuẩn bị sẵn phòng khách để bà dì có thể về đó nghỉ ngơi ha. Được đó, được. Không được, tôi không muốn tiếp đón bà già này đâu. Đây là bà dì của Liễu Nghị mà. Liễu Nghị tiếp đãi bà ấy cũng đúng thôi. Căn nhà là của con, một khi con không thích á, thiên hoàng lão tử cũng không vào được. Con sẽ không uổng phí công gạo của mình. Con à. Mẹ. Vậy á, bà dì con phải... Không sao, bà biết con có lòng là được rồi. Nhìn cậu ta thì biết tính toán nhỏ mọn rồi à. Cho dù cậu mời tôi á, tôi cũng không có thèm đâu. Chứ thì tốt rồi. Trời ơi, bây giờ bên ngoài trời tối thui à, bà già phải mò đường mà đi á. Lỡ như dấp té là sẽ bị gãy xương luôn à. Bà già lại sợ tối, không thích đi đêm đâu. Bây giờ ăn no rồi, buồn ngủ. Mình coi bà kìa, rắc rối phiền phức y như là phân mèo trên bàn thờ. Gọi bà là bà già phân mèo là thích hợp nhất. Thầy Cẩm Đan, Quỳnh đừng nói vậy mà. Dễ dài dễ bảo đó. Đó đó, bây giờ có thể nhìn ra người nào biết hiếu thảo với người già rồi. Không cần lựa chọn. Tối nay tôi sẽ ở lại đây ngủ đêm. Vậy được không? Bà để bà tốt số đó ngủ ở phòng bé may mắn thật sao? Dù gì cũng bỏ trống, chỉ ngủ một đêm thôi mà.
Nhưng tôi cảm thấy bà ấy có gì kỳ lạ lắm. Lúc thì sợ đêm lạnh phải thêm mền, lúc đòi nấu nước ngâm chân. Hôm nay ông đã mệt cả ngày rồi, thôi đi ngủ sớm đi. Mẹ may mắn kê đại phu, mở cửa đi. Lại cái bà tốt số đó. Tôi ra coi có chuyện gì. Mẹ may mắn. Tôi biết rồi. Mở cửa. Chuyện gì? Mẹ may mắn kê đại phu. Bà tốt số, một hai đòi vào phòng của hai người. Con đã kêu bà ấy đừng mà, nhưng bà ấy vẫn... Không sao, không sao. Mẹ may mắn. Chuyện gì? Phòng của bé may mắn tối quá à. Bà già này sợ tối, một mình lại không ngủ được, cho nên là tìm mẹ may mắn ngủ chung luôn. Trời ơi, cái giường này lớn quá à. Rất là thoải mái à. Còn có mùi thơm của mẹ may mắn nữa. Thôi kệ đi, hôm nay ông và An Hỷ đến ngủ ở phòng của Đỗ Tam được không? Muốn nói không cũng đâu có được. Bà ấy nằm xuống rồi. An Hỷ, chúng ta qua phòng kế bên đi. Dạ. Hay quá, hay Tương quá. Ông đi ngủ sớm đi. Bà cũng vậy đó. Mẹ may mắn, qua đây đi. Tối nay có mẹ may mắn ngủ với tôi nhất định sẽ ngủ rất ngon. Bà vậy, bà ngủ sớm đi ha. Hôm nay để tôi làm điểm tâm cho mọi người ăn nghe. Làm bánh mè nướng à. Bánh mè nướng? Bà biết làm bánh mè nướng à? Là mẹ của tôi dạy cho tôi đó. Thường ngày bé may mắn cũng thích làm bánh mè nướng cho chúng tôi ăn lắm. Nhưng mà bánh mè nướng mà nó làm... Nó đã rất cố gắng rồi. Đáng tiếc sau này chúng tôi không còn dịp ăn nữa. Không sao đâu. Hôm nay để tôi và mẹ may mắn hợp sức làm bánh mè nướng có mùi vị của bé may mắn cho ông ăn nghe. Được. Mẹ may mắn, nhớ phải coi chừng lửa. Được. Hôm nay bà già này rất vui. Có thể ăn được rồi. Bánh mè nướng nóng hổi đây, ăn thử đi. Ăn đi. Sao hả? Cái mùi khét này cũng giống như nó làm lắm. Thật sự rất giống. Có ngon không vậy? Rất thơm, rất là ngon. Nếu mà thích ăn thì ngày nào tôi cũng làm cho hai người ăn. Cái gì ngày nào? Chẳng phải bà nói là chỉ ở một đêm thôi sao? Tôi cảm thấy rất có duyên với hai người. Tôi không có nỡ xa hai người. Tôi biết hai người cũng không nỡ xa tôi đâu. Phải rồi, An Hỷ đâu? An Hỷ chưa dậy. Lúc tôi gọi hai người dậy có gọi luôn An Hỷ mà. Phải rồi, lần này An Hỷ trở về có vẻ rất buồn. Ngoài lo tang sự cho bé may mắn ra, thời gian còn lại nó đều trốn ở trong phòng. Sao mà được chứ? Khó khăn lắm mới nhổ rễ lười ra được. Còn trai trẻ không thể không có sức sống. Chuyện gì, có chuyện gì? Ủa, bà tốt xấu có chuyện gì vậy? Giờ là giờ nào mà còn nằm ngủ như vậy? Không ngủ thì còn làm gì chứ? Nếu con có tài thì bé may mắn đâu có chết. Bà mặc kệ con đi. Còn ngủ nữa? Sao bà đánh con mạnh tay vậy? Tôi phải thay thế bé may mắn ràng buộc cậu mới được. Đi theo tôi. Làm gì vậy? Sao dừng tay lại? Mau lên. Lần hư kiếm pháp của con là dùng để trảm yêu trừ tà mà, không phải dùng để cắt thảo dược. Chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được mà còn đòi học làm đại hiệp hả? Cắt một ít ra thì nghỉ tay. Làm việc là phải nhanh chân lẹ tay. Ê, thứ đó đâu có cần gấp đâu. Để anh Hiển nghỉ ngơi đi. Để cậu ấy ngồi đó không làm lại trở thành con sâu lười nữa. Phải đó, bà tốt số nó cũng rất có lý. Có lẽ như vậy mới kích phát lộc phấn đấu của An Hỷ lên. Cái đại phu, mẹ may mắn, tôi ra ngoài một chút rồi quay về liền. Bà đi cẩn thận nha. Được rồi. Bà tốt số à? Hả? Bà ở nhà cái đại phu thấy thế nào rồi? Thật sự tôi coi đó như nhà của mình vậy. Bà gì à? Con thật tình xin lỗi. Quả thật con hoàn toàn không nhớ được bà. Bà đến Trấn Tam Tinh, một là muốn gặp bé may mắn, hai là biết con đã thành gia nên muốn gặp con dâu của cháu họ. Bà biết chuyện này từ nơi mẹ may mắn.
lương tử con không phải cảm nguồn, do Long Nữ biến quá mà. Đang tiếc là Long Nữ đi rồi. Từ đầu đến cuối Liễu Nghị chỉ có một lương tử là cảm nguồn. Con đừng trách bà già này nói lung tung nghe con. Bà biết Long Nữ từng giúp cảm nguồn kéo dài tuổi thọ, sau đó cảm nguồn phản hồn pháp thuật mới ở lại bên cạnh con. Làm sao bà biết chuyện này? Vì lần này bà đến đây là muốn nói chuyện của Long Nữ và Liễu Nghị sao? Tôi không phải là thuyết khách của Long Nữ. Thật ra làm sao tôi biết thì có quan trọng gì? Quan trọng là Liễu Nghị nè, con nghĩ như thế nào thôi? Không lẽ con ở bên Long Nữ không hề có chút cảm giác của hạnh phúc sao? Thật ra con có bình tĩnh suy nghĩ lại, con thật sự nên cảm kích Tam công chúa. Thật ra từ đầu á, mẹ đã cảm thấy nó không phải là cảm ngu, nhưng nó đối xử với mẹ thật sự tận tụy chu đáo. Con không nghĩ con và Long Nữ rất là có duyên sao? Con nên đền đáp cổ sao cho tốt chứ. Bây giờ con đuổi cổ đi rồi, có khác nào là một kẻ phụ bạc đâu. Nè Dịch Ca. Tôi già, tôi già. Quỳnh đừng có lỗ rượu hoài. Quỳnh đang điểm tâm này đi. Nghe nói đầu bếp tiệm này mới làm đó. Điểm tâm ông ấy làm người ta ăn vào sẽ vui hơn. Không phải Quỳnh muốn vui vẻ, Quỳnh muốn bấy may mắn sống lại. Có thứ gì ăn vào sẽ khiến người ta sống lại hay không? Hả? Có không? Có không vậy? Đại Thật Ca, làm gì mà vui dữ vậy hả? Vui lắm mà. Thiếu gia đừng mà, đừng mà. Đừng mà. Thiếu gia, thật ra chuyện là vậy. Bởi vì Cửu Thúc đợi rất nhiều năm, cuối cùng cô Tú ở Trấn Tâm Tinh đã chịu làm vợ Cửu Thúc rồi. Phải rồi, cuối tháng này có ngày tốt đó. Không được. Hả? Đám người này thấy lợi quên nghĩa, phản tổ quên tông, vẻ may mắn chết chưa bao lâu thì đòi thành thân. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả những người ở Trấn Tâm Tinh đều phải vì bé may mắn giữ tang 3 năm. Ba năm. Thúc nói như vậy là thành 9 năm đó. Đại Thạch Ca nói 3 năm thì 3 năm sau Thúc mới cưới đi. Nhưng cậu Thúc đã 56 tuổi rồi. 3 năm sau cũng chỉ có 59 tuổi thôi. Con số 9 cũng là may mắn đó. Đừng làm Đại Thạch Ca giận nữa. Hả? Vậy Vậy cái gì? Hả? Nhưng mà cái sao? Ai vậy? Ngươi còn hoành hành hiếp đáp kiểu đó, ta sẽ đập bể đầu ngươi à. Mà Tú Sướng, bà nhà Phương Mèo này, lần trước có bàn thờ của bé may mắn bà còn phá đám chưa đủ, sao lần này còn phá đám tôi nữa? Cứ làm gì vậy? Bỏ nó ra. Làm gì vậy? Bắt nạt bà già sẽ bị trời đánh bây giờ đó. Tên trời đánh, ta tốt bụng nhắc nhở ngươi mà ngươi đối xử với ta như vậy, ngươi nhất định sẽ gặp quả báo. Không nghe lời người già, thiệt thòi ở trước mắt á. Lập tức rời khỏi Trấn Tâm Tinh cho tôi. Nếu không gặp bà một lần, tôi sẽ đánh một lần. Tôi cũng bắt đầu ghét bà rồi đó. Vào trong đi, tiếp tục uống trà ăn bánh bao. Đi mà đi. Đi. Bà đã phá bàn thờ của bé may mắn, lại dứt quyết ở trong nhà kế đại phu, thật là quá đáng. Tôi cũng không nhịn nổi, phải chọi bà trút giận vì bé may mắn. Chúng ta cùng chọi cho bà nó chết. Sao lại suy sụp tới mức này? Trời ơi, trời ơi. Nè nè, đổ rác ở đây vậy sao? Dù gì ở đây cũng làm Lý Hoàng Đại Tiên mà. Ông không phù hộ Trấn Tâm Tinh chúng ta, hết gặp nạn là gặp ông thần.
Hơn nữa ở hiền cũng không gặp lành, tôi không phá miếu này cũng may lắm rồi. Phải đó, trong mong lệ tiên được phù hộ thì càng có nhiều người chết. Ngước đầu ba tấc có thần linh, sao mấy người có thể bất kính với hoàng đại tiên như vậy hả? Lúc có chuyện thì đối thượng hoàng đại tiên không phù hộ mấy người, đại tiên từ bi nên mới tha cho mấy người thôi. Còn ta không dễ bắt nạt đâu. Thử thách này của con nhất định là có nhiều gian nan, nhưng đừng có bao giờ bỏ cuộc. Thần Lư, cái đại phu, mẹ may mắn. Vừa rồi tôi đi ngang miếu hoàng đại tiên, thấy trong miếu lụp sụp đổ nát à. Vậy sao? Vậy bà còn quay lại đây làm gì? Ở đây tôi còn rất nhiều chuyện quan trọng phải làm mà. Tôi còn thấy người miếu bị sét đánh đến hở nguyên một cái lỗ lớn luôn vậy. Có thật nghiêm trọng đến vậy không? Vài ngày nữa là lễ hoàng đại tiên, hay là hai người giúp một tay tập hợp người dân đến tu bổ lại miếu hoàng đại tiên có được không? Bà không thấy chúng tôi đang bận sao? Suốt ngày hai người chỉ ở đây lấy dược liệu đổi tới đổi lui, thật sự không có chuyện kiếp chuyện để làm. Tóm lại chuyện riêng của chúng tôi còn chưa làm xong, những chuyện khác thì càng không muốn xen vào. Nhưng mà bà Tô Số à, bà làm ơn hiểu cho tâm trạng hiện giờ của chúng tôi. Chúng tôi làm mình bận rộn như vậy chính vì hy vọng không muốn suy nghĩ lung tung. Chúng tôi không muốn nghĩ đến bé May Mắn. Tôi hiểu cảm nhận của hai người, nhưng mà không nghĩ tới chỉ biết trốn tránh là không thể giải quyết được vấn đề đâu, nên phải tìm cách nào để mà đối mặt. Đừng nói nhiều với bà ấy nữa, người đã mất đâu phải là người thân của bà ấy. Đương nhiên bà ấy không biết cảm nhận của chúng ta. Mau ra giường ở phơi dược liệu còn tốt hơn. Tôi hiểu mà. Đó bà Tố Số. An Hỷ, con suy nghĩ rồi, làm người không nên quá đau buồn. Bà Tố Số. Bà Tố Số. Mẹ May Mắn, cái đại phu. Thật ra tôi từng nhận ân huệ lớn của đại tiên, thật sự chúng tôi không nên khoanh tay đứng nhìn. Đúng vậy, chúng tôi không nên đem chuyện bất hạnh mình gặp phải quy trách nhiệm cho đại tiên. Mọi người đã hiểu ra thì tốt quá. Thật ra hoàng đại tiên là hạt giống thiện niệm, chỉ cần trong lòng mọi người có đại tiên thì sẽ hành thiện tích đức, giúp đỡ lẫn nhau. Điều mà bé May Mắn mong muốn nhìn thấy chính là người nào cũng gieo nhân thiện được quả thiện. Không ngờ bà già phân mèo này nghiêm chỉnh đàng hoàng, nói chuyện cũng rất có lý đó. Cũng cái gì là rất có lý. Bà đừng có đắc ý quá, tôi nể mặt cha nuôi tôi nên mới không cãi với bà thôi. Bảo à, dạ. Hãy gọi các dân làm đến phụ đi. Dạ. À Thắng à, dạ. Một trong ráng này đi nhanh lên. Dạ biết rồi thiếu gia. Vậy còn cậu? Tôi hả? Xây lại bức tường hả? Vậy thì chúng ta cùng nhau đi quét dọn đi. Nè mọi người vất vả rồi, vất vả rồi. Vất vả. À, cố gắng làm nghe. Nè, mọi người nghỉ tại uống trà đi, vất vả quá rồi. Cảm ơn. Uống trà đi. Nè, chừa cho tôi một ly nữa. Bà Tốc Số, ngồi nghỉ đi. Lúc nãy vừa đi, bà vừa than là đau lưng quá mà. Việc này bà cứ để cô làm được rồi. Cậu trai trẻ như cậu thiệt là tốt bụng quá. Bây giờ hiếm có ai lại chu đáo với người già giống như là cậu vậy à. Bất cứ ai rồi cũng sẽ già mà. Con cũng hy vọng sau này con già rồi, mấy đứa trẻ tuổi sẽ tốt với con một chút. Sau này cậu nhất định sẽ là một tướng công tốt, một người cha tốt.
Chắc là bà đã bỏ sót vài chữ. Con nhất định là một tướng công rất nghèo, người cha rất lười. Trời ơi, không thế nào. Người nào làm vợ cậu nhất định sẽ rất hạnh phúc à. Chỉ sợ làm mất hạnh phúc của người ta. Con thật ra chưa nghĩ chuyện thành gia lập thất, nuôi dưỡng vợ con. Nam nhân đại trượng phu, quan trọng là có chi khí, khí phách và dũng khí. Đừng bao giờ coi thường mình như vậy, có biết chưa? Vậy rồi con chỉ nói chơi thôi. Bà tốt số, bà nói gì cũng rất có lý, con nhất định nghe lời bà. Tôi tưởng là bà già phân mèo này hễ mở miệng ra là mít lòng người. Không có đâu. Cũng nhờ bà, người của Trấn Tâm Tinh mới phấn chấn trở lại, hồi phục lại tinh thần giúp đỡ lẫn nhau như trước đây. Tôi đâu có tài giỏi và cao cả như cậu nói vậy đâu. Để con lấy nước cho bà uống nha. Trời thôi khỏi đi. An Hỷ à, cậu và tôi không thân không thích. Nếu tôi kêu cậu sau này chăm sóc tôi, liệu cậu có ở lại với tôi hay không? Tôi thật là khờ quá. Đâu có ai lại muốn sống chung với một bà già vừa xấu, lại còn lôi thôi như tôi vậy chứ, thiệt tình. Thực ra trước đây con cũng tệ lắm. Ăn xong rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn tiếp, việc gì cũng không muốn làm. Phải nói là ma của con Linh. Cậu cũng đừng chà đạp mình quá đáng như vậy. Con nói thật đó. Nhưng bé may mắn không có chê bai con. Cậu động viên con, giúp con giải được chú sau lường, để con làm lại cuộc đời. Con biết nếu như bé may mắn vẫn còn sống, con nhất định sẽ bằng lòng chăm sóc bà. Cho nên con cũng chịu. Nếu như bé may mắn ở trên trời có linh thiêng mà nghe được, con nhất định sẽ rất cảm động. Nhưng mà cũng sẽ rất lo lắm. Tại sao? Bởi vì cổ không thể ở bên cạnh cậu. Muội biết huynh thích ăn bánh mè nướng, cho nên muội cố gắng theo mẹ may mắn học. Lâu rồi không ăn. Sao hả, có ngon không? Bột mì và mè này do muội kêu người đến kinh thành mua lại tốt nhất về đó. Còn nước để nhồi bột quá thì muội kêu người lên trên núi gánh nước suối về làm đó. Ngon lắm. Nếu ngon thì sau này ngày nào muội cũng làm cho huynh ăn. Muội buồn ngủ rồi, huynh đưa muội về. Chị ghét quá, chọc ghẹo người ta. Là ông trời chọc ghẹo huynh. Đã từng có một cái bánh mè nướng đóng hỗn hợp khẩu vị để ở trước mặt huynh, huynh không có trân trọng. Đến lúc mất rồi huynh mới hối hận thì cũng muộn. Chuyện đau khổ nhất trần gian cũng không ngoài chuyện này. Nếu cho huynh thêm một cơ hội, huynh nhất định sẽ nói với cổ là huynh yêu muội. Nếu bắt huynh cộng thêm thời hạn về tình yêu dành cho cổ, huynh hy vọng là một dạng nữa. Vậy thực ra huynh yêu bánh nướng của người nào? Có cái làm sẵn đương nhiên tốt hơn là hồi ức. Hồi ức? Tâm sự dâng chấn ngàn lần, bắt đầu từ không đến lúc nghĩ đến rơi lệ, từ không nghĩ đến niềm vui nỗi buồn ngày trước không sao quên được mà. Anh Diệu, huynh đang nói gì vậy? Muội không hiểu. Huynh muốn nói là bánh muội làm rất là ngon, nhưng mà không hợp khẩu vị của huynh đâu. Nhưng ngon cũng ăn được, không ngon cũng ăn được. Bây giờ đưa đến tận miệng mà huynh cũng không ăn sao? Xin lỗi nha, nuốt không đổi là nuốt không đổi. Muội để dành cho người thích ăn bánh của muội ăn đi. Đa tình tự cổ không dư hận, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Thạch Cẩm Đan không thể quên được bé may mắn. Không lẽ tôi lại được sao? Có gì đáng để cười? Bé may mắn tuy đã già, nhưng mà cô ấy rất vui vẻ, mọi người vẫn luôn mến cổ. Điều đó chứng minh hình dáng bên ngoài thực sự là không quan trọng.
đầy dậy cây rứt tựa như lòng sông. Muội nên giật tay đi. Ngươi câm miệng! Muội có biết là thực sự muội không phải là đang hành hạ bé May Mắn, mà là đang hành hạ bản thân mình. Không cần cái gì không bổn tọa. Không ai đấu lại được bổn tọa. Ngày nào có bổn tọa, bé May Mắn cũng sẽ không có ngày sống yên ổn. Huynh đến thật đúng lúc đó. Chúng tôi đang bàn bạc rồi, chúng ta chia hai nhóm ngày đêm thi công. Một nhóm huynh phụ trách, còn một nhóm là tôi. Huynh có gặp bà Tốt Số không? Anh em Tôm Nhỏ. Dạ. Có nhìn thấy bà già Phân Mèo không? Từ sáng đến giờ không thấy bà ấy. Ồ. Vậy bà ấy đâu rồi? Bà ấy đâu mất rồi hả? Bà ấy không có về Thân Lương, ở đây cũng không thấy, không nói tiếng nào. Huynh nghĩ coi bà ấy đi đâu. Bà già Phân Mèo này thiệt là phiền phức quá. Nè mọi người khoan làm việc đã, đi tìm người trước đi. Vậy tôi gọi mọi người đi tìm bà ấy. Vậy có tìm được hay không? Hai canh giờ sau tập hợp ở đây nha. Được rồi, đi thôi. Đi. Đi đi. Nếu bà không nỡ bỏ đi thì họ sẽ đau lòng thêm lần nữa. Phải đi rồi sao? Không ở lại thêm chút nữa. Tôi rất vui vẻ mà. Phải đó. Hồi ức vui nhất của tôi á, toàn bộ đều ở trên Tam Tinh này. Điều quan trọng bây giờ chính là họ có thể sống vui vẻ là được rồi. Dơ dẫn. Ngươi nghĩ một bà Tốt Số thì có thể giúp họ phấn chấn lại từ đầu hay sao? Còn đấu lại bổn tọa sao? Buồn cười. Bây giờ cái gì tôi cũng không sợ. Bà còn ngoan cố, bổn tọa bắt người chịu đủ nỗi khổ của dân già. Bắt một ngu xuẩn của trấn Tâm Tình rơi cạn nước mắt gì ngươi. Bỏ tay ra, đau quá. Bỏ tay ra. Là tiếng của bà già Phương Mẹ. Đau quá. Bỏ tay ra. Bỏ tay ra. Bỏ tay ra. Bỏ tay ra. Thiếu Tôn, ngươi cũng bắt nạt sao? Thiếu Tôn, đừng làm hại bà Tấu Số. Bổn tọa có chuyện rất quan trọng chưa nói cho các người biết. Bé May Mắn thực sự vẫn còn sống. Thật hả? Chỉ cần lấy lương tri của các người trao đổi, bổn tọa lập tức cho các người gặp lại bé May Mắn. Bà ta nói vui. Hai người đừng có tin bà ta. Hai người có thể không tin, nhưng cơ hội chỉ có một lần. Muốn gặp hay không thì các người tự quyết định đi. Được, tôi nhận lời bà. Cậu đi rồi sao? Đi đi. Đi đi. Sao yếu đó, nói rồi không giữ lời hứa. Đừng bao giờ tin bà ta. Chỉ cần có cơ hội gặp lại bé May Mắn, biết cậu bình an vô sự, tôi bằng lòng lấy lương tri của mình đổi lại cho cậu. Nhưng nếu chúng ta bị mất lương tri, gặp lại bé May Mắn cũng không biết được đâu. Lần này tôi không tính phần huynh. Bé May Mắn giao cho huynh. Cậu nghe lời tôi. Đi đi, cậu không cứu được cậu đâu. Cậu đi đi. Bà Tốt Số, bà đừng ngăn cản con. Con nhất định phải cứu bé đi May Mắn. Cậu đi mau đi. Đi đi. Cậu đi đi. Đừng mà. Dù cực thiên tôn, tôi sẽ không để bà làm hại họ đâu. Quý đừng tin bà ta. Mũi ở đây. Mũi là bé May Mắn nè. Bé May Mắn? Cái gì? Bé May Mắn kìa. Thì ra bà và Phương Mẹo chính là bé May Mắn. Đúng là bé May Mắn rồi. Tốt quá. Bé May Mắn rồi. Tốt quá. Anh Hiền gặp đàn. Bé May Mắn. Anh Hiền gặp đàn. Còn đẹp hơn trước đây nữa đó. Cô không sao thì tốt rồi. May Mắn. May Mắn. Gì vậy? Gì vậy? May Mắn. May Mắn tìm được bà Tốt Số hay không? May Mắn. Bé May Mắn. Bé May Mắn. Bé May Mắn. Có thật con có thể chết sống lại không? Cô thật là bé May Mắn không? Không phải thiên tôn biến hóa ra chứ? Mày rất nhớ cô.
Con cũng rất nhớ mọi người. Nếu mà ta biết quá ra, làm sao gì có thể ôm chặt cổ hả mẹ May Mắn? Bé May Mắn, thế cả nhà của đoàn tụ tôi cũng mừng cho cô đó. Mẹ May Mắn à, con đã đi đâu vậy? Phải đó, họ nói con đã chết, làm tất cả mọi người ai cũng rất đau lòng. Con không có chết. Là vô cực thi tu biến con thành người già, và đến nỗi mọi người không nhận ra con. Anh à, thật ra là vậy. Bà già Phương Mèo á, chính là bé May Mắn đó. Quynh á, đáng ghét lắm. Đặt cái tên khó nghe này cho muội. Muội đã nói rồi, muội là bà tốt số. Có phải vì hàng tâm đơn đó nên khiến con ra nông nỗi này không? Đang lý ra là vậy. Thì tôi nói rất rõ ràng, một khi con đem chuyện mình biến thành người già nói ra, thì bà ta sẽ khởi động hàng tâm đơn cộng với độc chú trùng thứ hai của sâu tâm ngũ thể. Nhưng là như vậy, vừa rồi muội đã nói sự thật ra rồi, tại sao muội không hề bị gì hết mà phải còn kể trở lại chứ? Phải đó, không lý nào độc chú trùng thứ hai lại bắt bấy May Mắn đẹp đến mê hồn của lợi như vậy. Bé May Mắn, con qua đây, cha bắt mạch cho con. Sao hả cha? Mạch tưởng bình thường, khí thất điều hòa, tất cả đều bình thường. Không lẽ Thiên Tôn nhầm lẫn độc chú sao? Thật ra cô xà yêu đó đang mưu tính cái gì chứ? Những chuyện khác không cần biết, tóm lại bé May Mắn bình an vô sự trở về là được rồi. Đã nói rồi, miệng lưu tươi cười, May Mắn tự nhiên đến. Con đúng là con sâu lười. Mặt trời lên cao rồi còn chưa chịu dậy sao? Con buồn ngủ quá mẹ ơi. Cho con ngủ thêm một lát nữa đi. Lúc nào con cũng nói là An Hỷ lười. Nhìn khuôn mặt của con bây giờ giống hệt như An Hỷ. Mau dậy đi, nè lau mặt ha. Nè, mẹ lau mặt cho con. Mau. Hả? Chuyện gì vậy? Khuôn mặt con. Mẹ lấy gương cho con soi đi. Mẹ lấy đi. Bây giờ mẹ hiểu rồi. Thì ra độc chú trùng thứ hai của Thiên Tôn chính là bắt cô sống một ngày già 10 năm. Một ngày già 10 năm. Vậy tức là con chỉ sống được 7-8 ngày thôi. Con đừng sợ, nhất định sẽ có cách mà. Bây giờ mẹ đi tìm An Hỷ đi bà. Đừng mà, mẹ ơi đừng mà. Sao vậy? Con không muốn An Hỷ biết gì. Con yêu An Hỷ. Tiếp chưa? Làm vợ Quỳnh đi. Đừng giỡn mà. Quỳnh yêu muội còn hơn là Quỳnh ấy. Muội coi An Hỷ là người bạn tốt, huynh đệ tốt. Muội và huynh chơi từ nhỏ đến lớn, lúc ở bên huynh muội mới cảm thấy vui vẻ. Chỉ nhưng là huynh biết rồi, vì muội có nhận lời huynh không? Để muội nói rõ với An Hỷ cái đã. Vậy cũng đúng, huynh ấy cũng là huynh đệ tốt của huynh, huynh không muốn An Hỷ đau lòng. Tại sao bé May Mắn phải chịu đau khổ như vậy? Chịu được cái khổ trong khổ mới là nhân thượng nhân mà. Bé May Mắn, bé May Mắn, sao lại già đi nhiều quá vậy? Còn chưa hết một ngày mà. Chắc là vì chuyện án thì bỏ đi nên cổ đau lòng buồn khổ đó. Mau ngồi xuống đi. Thật ra trong lúc này có thêm một người cách đương nhiên sẽ tốt hơn. An Hỷ cũng rất thật lòng với con, cho nên con trở về rồi. An Hỷ, tại sao con lại quay về? Khó trách, vô cực Thiên Tôn nói Quynh không có lương tâm chơi mùi già. Quynh đã gặp Thiên Tôn sao? Sao bỏ đi nhanh vậy? Ngươi chê bé May Mắn tuổi già sắc tàn hả? Bây giờ huynh hiểu rồi. Muội và Thập Cẩm Đan thông đồng với nhau gạt huynh. Hey, tôi diễn rất là tốt. Nếu không phải huynh gặp được Thiên Tôn, nhất định sẽ không bể chuyện đâu. Huynh đó, uổng phí công sức của muội. Mẹ. Thật đấy ma, tại sao dì lại đến đây? Dì suy nghĩ lại rồi, dì nên vì con làm chút gì mới được. Đúng đó, người xưa có câu, ở trên đời không việc gì mà không làm được, chỉ sợ là không có ý chí. Chỉ cần tất cả chúng ta đồng tâm chí kiên, trời cao nhất định sẽ nghe cầu nguyện của chúng ta. Đúng rồi đó, tôi bằng lòng đem 10 năm thọ cho bé May Mắn, xin hoàng đại tiên phù hộ cho cổ vượt qua nạn này. Phải đó, tôi cũng chờ 3 năm. Phải đó, tôi cũng đem tuổi thọ còn lại của mình cho con hết luôn. Mọi người đừng có làm như vậy, con không có dám nhận đâu. Bé May Mắn, bé May Mắn, tiếp cho họ 3 năm, cho nữa.
đại tiên. Nếu như bé may mắn không sao, con bằng lòng cho 20 năm. Tôi hơn huynh 20 năm, cha nuôi con cho 40 năm. Đừng mà, đừng mà, đứng lên đi. Đứng lên đi. Mọi người làm gì vậy? Liên quan đại tiên thật sự hiển linh thì tôi trở thành đứa bé rồi. Tấm lòng của mọi người tôi rất cảm kích, nhưng mà tôi không thể chấp nhận mọi người đem tuổi thọ cho tôi. Bé may mắn à, chúng tôi không thể để cô có chuyện gì. Đúng đó, có Trấn Tâm Tình thì có bé may mắn. Đúng rồi đó, Trấn Tâm Tình là bé may mắn. Gì vậy? Bà muốn đối phó tôi thế nào cũng được, mà đừng bao giờ làm hại đến họ. Bà muốn hành hạ người khác thì hành hạ tôi đi. Mọi người cẩn thận. Dân làng đâu rồi? Dạ, thật đẹp mà. Sư tu, bà đừng bao giờ làm hại đến họ nha. Chúng ta mau ra ngoài xem được. Có ai không? Dạ. Có ai không? An Hỷ. An Hỷ, bé may mắn. Ông đây nè. Ông đây nè. Tôi nè. Có phải là Tiểu Sảnh không? Phải rồi, là tôi. Vậy còn hai người? Hai người là ai? Tôi là Tôm Nhỏ. Tôi là Đại Cửu. Thì tôi đã biến các dân làng ở đây thành heo hết rồi. Thật là quá đáng mà. Cam Đan. Cái đại phu, ông lại biến thành heo hả? Phải rồi. Còn đệ nữa. Cả mẹ cũng vậy. Tất cả mọi người đều biến thành heo hết rồi sao? Song眉都放過夢來,不過心事仍可裝載,還沒知心這是愛,換來漫天塵埃,難道有害,何以不再,全已在化形不開。